biết được hôm nay chúng học kinh nào. À, con cung thỉnh thượng tọa Phật Tăng ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, trong ba tuần qua đó, thì chúng tôi đã giảng hết kinh Phật thuyết như vậy. Chúng tôi do rằng là để cái khoảng thời gian trống đó để trong kinh sắp xếp mời những vị mà giảng kinh pháp cú đó, cho nên là chúng tôi tạm ngưng lại trong 3 tuần, tức là 3 buổi giảng. Thì do rằng theo lời cô Diệu Quỳnh nói là Râm thì ngày hôm đó không có người giảng, cho nên rằng là thỉnh chúng tôi sẽ gắng để giảng cái thời gian này. Bởi vì như chúng ta biết đó là Râm đây, trước đây đó là gọi là Râm Pháp Cú, gọi là Pháp Cú chuyên đề, Pháp Cú chuyên đề. Nhưng mà từ thời mà sư Pháp Tính còn sống đó, thì còn xin tiền đó, thì chúng tôi nhớ rằng không lầm mà đã giảng hết 3-4 bận giảng pháp cú rồi, lâu lắm rồi. Cho nên sau đó thì chúng tôi đã nói với sư Pháp Tính là chúng tôi sẽ giảng kinh Tiểu Bộ, và chúng tôi lấy cái kinh Phật thuyết như vậy để mà giảng. Đồng thời đó thì Tường Tọa Tuệ Siêu cũng giảng Di Diệu Pháp. Và những ngày còn lại thì ngoại trừ sư Pháp Tính thì sư Pháp Tính có thể là giảng pháp cú, hoặc có khi là giảng chủ đề một cái thời pháp nào đó trong ngày chủ nhật. Còn những ngày còn lại là giảng pháp cú. Nhưng mà nghe nói là sắp xếp để giảng pháp cú thuần luôn. Cho nên là chúng tôi khi mà ở buổi ban đầu đó, chúng tôi nghĩ rằng là để thời gian để còn lại đấy, nếu mà vị các vị sắp xếp thượng tọa tùy quyền, hoặc là các vị sắp xếp nếu mà giảng kinh pháp cú không, thì chúng tôi sẽ để cái ngày chúng tôi giảng giảng pháp cú luôn cho quý vị nghe luôn. Nhưng mà rồi đó cũng không có cái người giảng. Nói như vậy thì không có nghĩa là hoàn toàn, nếu mà từ trước giờ mình làm việc đó thì đã có bao nhiêu vị giảng sư rồi, giảng rồi lại không giảng nữa, rồi lại là còn chúng tôi thì chúng tôi nhớ từ năm 2005 tới giờ nó đã lâu lắm rồi. Cho nên là nếu mà giảng pháp cú đi lại thì chúng tôi nghĩ rằng một cái room á thì sẽ có nhiều cái món ăn khác nhau, giống như ngày xưa gọi là rum Di Diệu ở bên rum, sau này là tiền thân của rum Phật Pháp Bút Thá Tâm Ma bây giờ đấy, thì nói là rum Diệu Pháp chứ cũng không phải là giảng thuần Di Diệu Pháp, giảng thuần Di Diệu Pháp, bởi vì giảng kinh tạng ở trong Bali rất là nhiều. Trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, rồi tương ưng bộ rất là nhiều, rồi pháp cú cũng có, nói chung là như vậy. Thì ngày hôm nay đó, thì sau 3 tuần chúng tôi không có giảng đó, thì chúng tôi sẽ chọn cũng là kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ chúng tôi chọn cái kinh gọi là kinh cũng trong Tiểu Bộ, đó là kinh Phật Tự Thuyết Iti Buttaka, hay còn gọi là cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ thì
cái kinh này nói đến những cái sự giác ngộ, nói đến lời cảm thán của Đức Phật trong khi ngài đã giác ngộ, và cái sự giác ngộ hỷ lạc ở trong cái đời sống của ngài đó, ngài nói lên những cái lời cảm thán đó. Và kinh Itivuttaka hay là kinh Phật thuyết như vậy đó, đây, xin lỗi, Phật tự thuyết đó, hay là cảm thán ngữ, là nói đến cái sự chứng nghiệm và cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đó là nội dung của cái bài kinh. Cái bài kinh có lẽ là rất là dài, rất là dài. Thì hôm nay đó thì chúng tôi sẽ giảng bài kinh đầu tiên, mà bài kinh này rất là dài quý vị. Ở đây đó thì đó là kinh Itivuttaka. Thì nội dung ở trong cái bài kinh này đó là nói đến giáo lý duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên, một cái giáo lý rất là sâu sắc, rất là đặc biệt ở trong Phật giáo của chúng ta. Thì bây giờ đó thì mời cô Nhật Quỳnh lên đọc phần chánh kinh, đọc cái đoạn mà chúng tôi giảng thôi. Chúng tôi nghĩ là thập nhị nhân duyên rất là dài, cho nên là rất là phải nhiều buổi quý vị, chứ không phải thể một hai buổi mà nó xong được, và mà rất là dài. Tại vì vậy cho nên đọc cho chúng tôi một phần một của La Mã, phần hai của La Mã là được rồi, còn mấy phần sau thì để đó, để chúng tôi thấy nó có liên quan nhau thì chúng tôi sẽ thông qua, còn nếu như mà nó khác biệt thì chúng tôi sẽ đem ra để giảng tiếp cái nội dung của bài giảng, cái bài kinh hôm nay là như vậy. Bây giờ mời cô Nhật Quỳnh lên đọc phần chánh kinh, phần 1 La Mã và phần 2 La Mã, rồi sau đó chúng tôi sẽ giảng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư đã nghĩ đến đạo tràng chúng con, hàng Phật tử sơ cơ của chúng con mà sư trở lại đạo tràng để giảng dạy. Từ nay trở đi thì con thật sự là rất là cảm động. Con nghĩ trong đạo tràng Phật tử cũng rất là cảm động với những cái lời nói của sư vừa vừa nói xong. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cũng như đại diện cho ban điều hành của chúng con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính mời huynh Quách Hà Ná cho bài học. Dạ, cảm ơn huynh. Dạ, con xin đọc trước nhất là bài 1 La Mã. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Nairanchakra, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi triết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất, khéo thuận chiều, tác ý lý duyên khởi, do cái này có mặt cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh, tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thụ, duyên thụ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ ẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Một, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quảng tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Uruvela,
trên bờ sông Nairanchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa khéo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức, do thức diệt nên sanh danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên chỗ này. Nhà đạo tràng có thấy bài tiếp không quý vị? Dạ, đây rồi. Nên sanh diệt, do diệt nên già chết, sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Hai, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định. Đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Dạ, chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con kiểm tra lại bài ạ. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được ăn vui tiến hóa. Dạ, con kính dân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Tăng Ápi Qua Đề Mỹ Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn Soa Kha Tô Phá Gá Quá Ta Thâm Mô Thâm Mang Nam Ma Sa Mí Nhất Tâm Đảnh Lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Phakawato Sawakasanko Sankhan Namasami Nhất Tâm Đảnh Lễ Chư Hiền Thánh Tăng các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ được sự an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Phần chánh kinh thì được tường thuật lại đó thì một thời Đức Thế Tôn ngài tại ở Orula bên bờ sông Nirancara. Nirancara. Mọi người mình được thường được gọi là Ni Liên Thiện. Phiên âm là Ni Liên Thiện, dòng sông Ni Liên Thiện thì phiên âm là từ ở cái dòng sông tên của từ Bali gọi là Nikran Nirancara. Thì chúng ta biết đó là sau khi Đức Phật ngài giác ngộ quá thì ngài đi mỗi một chỗ như vậy đó thì đi xung quanh cây Bồ Đề. Xung quanh cây Bồ Đề
và đi mỗi một chỗ một hướng, cái tâm mắt của ngài là lúc nào cũng hướng về cái cây mà mình gọi là cây bồ đề đó, mà ngày nay gọi là bồ đề đạo tràng. Thì khi mà ngài hướng đến đó thì ngài suy gẫm về cái sự chứng ngộ của ngài, và cái niềm hỷ lạc mà do cái sự chứng đắc của một vị chánh đẳng chánh giác. Trong suốt 7 tuần lễ, tức là 49 ngày đó, thì ngài đi ở xung quanh cây bồ đề. Một chỗ thì ngài ở khoảng 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày vậy đó. Thì ngài ở đó để ngài suy gẫm. Thì trong cái tuần lễ thứ nhất, chúng ta thấy rằng trong đêm canh thứ nhất thì ngài khéo suy xét về giáo lý duyên khởi, mà trong danh từ Pali đó gọi là Patichasamutpada, tức là giáo lý duyên khởi, mình gọi là giáo lý duyên khởi hay gọi là duyên sinh, duyên sinh. Ở đây đó là giải thích cho cái sự hiện khởi của chúng sanh, sự hiện khởi của chúng sanh do có pháp này cho nên pháp này cho nên pháp kia có mặt, do có cái này cho nên là do có cái kia có mặt, do có cái kia cho nên cái nọ có mặt, vân vân. Giống như chúng ta nói rằng trong cái sự vận hành của thế giới đó, thì con người được, chúng sinh được sanh ra từ ở trong một cái sự dẫn của các pháp, vận hành của các pháp. Thì khi mà Đức Phật ngài suy gẫm về giáo lý duyên khởi hay là duyên sinh, duyên sinh trong đó hay gọi là thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái nhân duyên hay là 12 cái mắt xích mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày cho quý vị nghe về cái ý nghĩa của 12 mắt xích đó. Thì ở đây đó có thể nói đó là một cái dòng luân hồi. Luân hồi thì cái danh từ Pali gọi là chữ samsara. Chúng ta dịch Hán Việt ra đó là luân hồi. Luân hồi, luân là bánh xe, hồi là trở lại, Thì nếu chúng ta thấy rằng cái bánh xe như vậy đó, nó có 12 cây cầm, 12 cái mắt xích, 12 cây cầm. Mà nếu như chúng ta đánh điểm một cái điểm nào đó, thì nếu chúng ta quay vòng cái bánh xe đó, một lát sau cái điểm đó nó sẽ trở lại ở điểm đầu, Như vậy thì gọi là dòng luân hồi, Trong kinh thì Đức Phật ngài có nói như thế này, ngài nói rằng vô thủy là luân hồi, có nghĩa là chúng ta cũng không biết là luân hồi từ đâu, từ xa xưa lắm. Các cái tôn giáo lớn trên thế giới đó thì người ta thường là giải thích về một đấng sáng tạo, tôn giáo độc thần hay tôn giáo đa thần. Tôn giáo độc thần như là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, đó là tôn giáo độc thần, vẫn giải thích rằng có một đấng sáng tạo, đó là Đức Chúa Trời. Rồi một tôn giáo độc thần nữa đó là Hồi giáo, thì người ta cũng giải thích rằng là cũng là do Thánh Allah tạo ra, Rồi một cái tôn giáo đa thần mà chúng ta thường biết đó là Ấn Độ giáo ngày nay, xưa kia thì gọi là Bà La Môn giáo, đó là tôn giáo đa thần. Thì người ta cũng giải thích rằng chính đấng Brahma, tức là đấng sáng tạo đó, tạo ra con người, tạo ra chúng sinh, muôn loài vạn vật từ ở nơi đấng Brahma đó, đấng Phạm Thiên đó. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo của chúng ta thì Đức Phật không giải rằng
có một ai đó sanh ra, không có một đấng sáng tạo nào đó sanh ra. Bởi vì như Đức Phật thì Ngài nói rằng nếu một đấng sáng tạo nào đó sanh ra thì rõ ràng là con người chúng sanh quả thật là bị cái sự bất công. Bất công. Bất công là sao? Là sinh ra ra thì sẽ có người khổ, có người vui, rồi có người hạnh phúc, có người không có hạnh phúc, có người như thế này như thế nọ. Nếu mà đấng sáng tạo đó sanh ra thì nên tạo cho một con người tốt nhất, cho một chúng sanh nào đó tốt nhất, thì cái đó mới thật là một đấng sáng tạo. Thì ở đây Đức Phật Ngài khi mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề đó, thì Ngài đã suy gẫm về giáo lý duyên khởi này. Cho nên là cái đặc biệt ở trong Phật giáo của chúng ta mới là giải thích về giáo lý duyên khởi. Đức Phật mới giải thích về giáo lý duyên khởi. Thì cái điều mà ở đây đó, vì sao gọi là duyên khởi? Duyên khởi là tùy vì pháp này sanh ra pháp kia, vì có pháp này cho nên sinh ra pháp kia, hay là pháp này trợ duyên cho pháp kia sanh khởi. Như vậy gọi là duyên khởi. Duyên khởi là như vậy. Cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Cái nọ có mặt thì cái kia có mặt, vân vân. Vì vậy cho nên là Phật giải thích rằng chính cái điều mà chúng sanh luân hồi sanh tử ở trong tam giới đó, do 12 cái mắt xích này, 12 cái nhân duyên này mà ra, chứ không phải là do ai sanh ra, không phải một đấng sáng tạo, dù đấng sáng tạo đó được mang tên là gì, mang tên là gì, thì cái điều đó nó không có chỗ đứng vững ở trong cái giáo lý duyên khởi này. Và Đức Phật giải thích rằng chính cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Và chúng tôi trở lại, chúng tôi nhớ rằng cách đây khoảng trên 10 năm, chúng tôi có một cái tập sách gọi là Vòng Luân Hồi. Vòng Luân Hồi. Thì Vòng Luân Hồi ở đây của một vị tỳ kheo tên là Khanh Tý Ba Lô, có gọi là Nhẫn Lực, có lẽ là pháp danh là Nhẫn Lực, Khanh Tý Ba Lô. Mà cái tập sách đó là xuất bản năm 1971, lâu rồi, nếu mà tính ra nay cũng khoảng 50 năm rồi, nửa thế. Thì trong cái tập sách đó giải thích về dòng luân hồi. Đặc biệt đó là có một cái hình mà ở đây nếu ai có từng vô cái chánh điện của chùa Bụt Đức ấy, thì chúng ta thấy ở ngay trước mặt Đức Phật có một cái hình dòng luân hồi. Có dòng luân hồi, có con quỷ vô thường ôm cái hình 12 cái mắt xích này, ôm bấu cái 12 mắt xích này. Và ở trong chính giữa đó, ở trong trung tâm chính giữa đó thì có một cái hình tròn, và trong đó có ba cái con vật. Ba con vật đó là con heo, con rắn, con heo, con rắn và con gà. Con heo là tượng trưng cho tâm si, con rắn là tượng trưng cho tâm sân, và con gà thì tượng trưng cho tâm tâm tham. Tâm tham. Và từ ở trong tâm tham sân si đó mà sanh ra lục đạo sáu đường. Lục đạo là sáu đường đó, lục đạo thì nói lục đạo thôi chứ còn phải nói sáu đường. Lục đạo là sáu đường đó, thì trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Và Đức Phật là chỉ rõ cái con đường bát chánh đạo để tu tập thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Đó là một người thực hành bát chánh đạo mới thoát ra khỏi cái luân hồi sanh tử này. Còn con quỷ vô thường á thì nó ôm bấu lấy cái dòng bánh xe sanh tử luân hồi này. Thì ở trong cái dòng bánh xe sanh tử luân hồi này đó, thì chúng ta có cái đầu tiên đó là nói cái mắt xích. Trong 12 cái mắt xích đó là gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc,
thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Như vậy thì cái tử mà sầu bi khổ u não thì nó là nói chung thôi, chứ sự ra nó chỉ là sanh già bệnh chết rồi tới đó thôi. Như vậy thì đó là 12 cái mắt xích, 12 cái mắt xích. Và cái sở dĩ mà nói rằng vô minh duyên cho hành, thí dụ như là chúng ta nghe chư tăng tụng kinh, cái bài kinh mà thường để làm tụng kinh cầu siêu đó, Avijja Bhaccha Sankhara, Sankhara Bhaccha Vijnana, tức là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, chữ Bhaccha vô hay là Bhaccha, tức là chữ duyên, điều kiện, điều kiện để trợ tạo, điều kiện để trợ tạo. Cái này nó làm duyên cho cái kia sanh khởi, và cái kia nó làm duyên cho cái nọ sanh khởi, là như vậy đó, là như vậy. Cho nên nếu mà mình học trong toán học đó, quý vị thấy rằng cái này chúng ta nói rằng là do có cái này, ví dụ như 2 cộng 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3, ví dụ vậy. Thì ở đây đó, một điều đó là do có cái này cho nên có cái kia, do có pháp này cho nên là có pháp kia, là như vậy. Nói như vậy thì nó hơi dài dòng, nhưng mà rõ ràng là sự thật ra là đối cái giáo lý duyên khởi đó là một cái giáo lý đặc biệt, rất là sâu sắc. Khi Đức Phật Ngài giác ngộ về những cái điều mà Ngài đã chứng nghiệm, đã thấy rõ. Bây giờ chúng tôi trở lại với cái nội dung chính của cái phần mà học hôm nay đó. Để nói dài dòng như vậy thì quý vị thấy rằng giải thích cái giáo lý duyên khởi rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy đó là giáo lý duyên khởi có bốn cái cách để trình bày, bốn cách để trình bày, bốn cách để trình bày. Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ giải thích là một cách duy nhất, đó là cách mà cho nên chư tăng thường tụng kinh là có cái tụng 12 nhân duyên á, là tụng xuôi, tức là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, dục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ u não. Rồi á là chư tăng tụng ngược lại á, cái này sầu bi khổ u não chấm dứt thì tử chấm dứt, tử chấm dứt thì bệnh, tử lão sanh chấm dứt, vân vân. Thì cái đó là nói ngược, nhưng mà ở đây thuyết ngược. Ở đây đó chúng tôi muốn nói đó là ở trong giáo lý duyên khởi có thể nói rằng bốn cái cách trình bày, bốn cách trình bày. Cái trình bày thứ nhất đó là thuyết xuôi. Thuyết xuôi có nghĩa là do có vô minh cho nên là có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não, đó là xuôi, tức là trừ từ chi thứ nhất cho đến chi thứ 12. Chi thứ 12. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là thuyết ngược. Thuyết ngược có nghĩa là hả, chi thứ 12 chấm dứt thì chi thứ 11 sẽ chấm dứt, chi thứ 11 chấm dứt thì sư chi thứ 10 sẽ chấm dứt. Như vậy thì lão tử sầu bi khổ u não chấm dứt á, thì lần lượt vô minh sẽ chấm dứt. Đó là cái cách thuyết thứ hai. Cái cách thuyết thứ ba nữa đó là bắt nguồn từ ở cái thọ trở đi đến lão tử, đó là cắt phân nửa. Bởi vì chúng ta có cảm thọ nè, rồi chúng ta mới có ái sanh khởi, rồi từ cái ái đó cho nên là chúng ta mới có cái sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não, nó sẽ diễn ra ở trong đời sống. Đó là cái cách thứ ba. Cái cách thứ tư mà trình bày nữa đó là nói từ ở cái chỗ mà ái chấm dứt thì là vô minh chấm dứt, có nghĩa là cũng từ ở cái chỗ khoảng giữa đó mà ái được chấm dứt thì vô minh sẽ chấm dứt, tức là từ ở khoảng giữa đó sẽ nói ngược lên trên, nói ngược về trước. Đó là bốn cái cách trình bày ở trong giáo lý duyên khởi này. Bây giờ đó là chúng tôi sẽ nói cái chi đầu tiên, mà có lẽ là một chi thôi là cũng đã hết cái thời gian rồi. Chúng ta biết Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, mà mình gọi là cây Bồ Đề thôi, tại vì cái cây giác ngộ mà,
cái cây mà nó che chở Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài giác ngộ, cho nên gọi là cây Bồ Đề. Nó có tên Bali là tên khác. Thì ở đây đó, thì khi mà ngài suy xét về cái giáo lý duyên khởi, giáo lý duyên khởi, thì đầu tiên đó là chúng ta nói đến cái danh từ gọi là vô minh, vô minh, cái từ Bali gọi là avijja, avijja, avijja. Thì cái chữ chữ á đó, chữ á đó là có nghĩa là phủ định, phủ định tức là không hay là bất hay là vô, phủ định về vấn đề đó. Còn chữ 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 vichcha đó, chữ vichcha ở đây đó cái là sự tri giác, cái sự tri giác, sự tri giác, hay chúng ta nói là cái chữ ban nha là trí tuệ. Thì cái người mà có cái sự tri giác, không có cái sự tri giác đó là gọi là vô minh, vô minh. Cho nên cái hình ảnh mà ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì cái vô minh đó là do rằng nó là một cái danh từ gọi là nữ tính, một cái danh từ nữ tính, cho nên là thấy cái hình ảnh của một cái người phụ nữ chống gậy đi trong đêm bóng tối, trong đêm tối, đi không biết cái phương trời nào, đi không biết cái phương trời nào mà đi trong bóng tối, chống gậy đi, đi trong bóng tối không biết cái phương hướng nào để mà đi, nhưng mà vẫn đi. Vô minh là như vậy. Và trong kinh định nghĩa cái từ vô minh ở đây đó, thì xin thưa quý Phật tử là vô minh có nhiều cái ý nghĩa lắm. Vô minh ở đây nếu mà chúng ta nói đến cái ta nói đến vi diệu pháp á, thì đó là tâm si, đó là si, si ở trong ba cái căn bất thiện, căn tham, căn sân và căn si. Thì vô minh đây đó là đồng nghĩa với si. Thì vô minh ở đây đó là cái gì? Là không tri giác, không biết được, không tri giác, không biết được. Và chính vì không có biết được, cái gì gọi là không biết được trong kinh định nghĩa là như thế nào? Trong kinh định nghĩa đó là bất tri về bốn sự thật. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh đây đó, thì Đức Phật định nghĩa vô minh là gì? Vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không rõ về những cái điều đó, không rõ về bốn sự thật. Mà giáo lý tứ đế đó thì nó lại liên quan đến giáo lý nhân duyên, nó liên quan luôn, nó liên quan đến ngũ uẩn luôn, nó liên quan đến tứ thực luôn. Như vậy thì nó có cái mối liên quan với nhau, nó có cái mối liên hệ với nhau. Thì bây giờ khi nói đến vô minh tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Bởi vì cho nên là bậc thánh á, giác ngộ về bốn sự thật thì vị ấy mới vượt ra khỏi vô minh, vượt ra khỏi vô minh. Cho nên là nếu mà chúng sanh phàm phu á, thì bị vô minh, do bị vô minh cho nên là không rõ về bốn sự thật đâu, tức là không rõ về khổ, nguyên nhân sanh khổ, không rõ sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, không rõ. Chúng ta có biết được gì đó là qua bằng cái trí văn của chúng ta thôi. Trí văn là nhờ chúng ta học kinh, nghe giảng, chúng ta tìm hiểu, rồi chúng ta hiểu biết vậy thôi. Rồi chúng ta có một chút ít trí tư, chúng ta có cái suy tư về những điều đó, suy gẫm về điều đó. Chứ chúng ta chưa có một cái trí tu, tức là tu chứng, chưa có cái trí tu chứng để giác ngộ về bốn sự thật đó, không thấy được bốn sự thật đó. Cái nữa đó là gì? Bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai. Ở đây nói là ngũ quẩn, quẩn xứ hay là giới cũng là ngũ quẩn, có thể là trình bày ở 18 giới, có thể trình bày ở 12 xứ, có thể trình bày ở ngũ uẩn hay là danh sắc. Như vậy thì mình không hiểu về thân và tâm của mình, không hiểu rõ về tâm thân và tâm của mình, đó cũng là vô minh, không hiểu rõ. Cho nên cái người mà tu thật tập thiền quán có nghĩa là
Nhờ cái chánh niệm tỉnh giác mình mới thấy được cái sự sanh diệt của thân và tâm mình, danh và sắc này, thì mình mới có thể đoạn được cái ngã chấp, đoạn được cái tham ái, đoạn được cái phiền não ở trong tâm của mình. Chính là nhờ mình tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán ở đây chúng tôi nói là tu tập thiền quán đúng nghĩa nha, đúng nghĩa, đúng nghĩa. Như vậy thì bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại vị lai, có nghĩa là bất tri về danh sắc hay là ngũ quẩn, không có hiểu rõ được về những điều đó. Quá khứ là như thế nào, hiện tại là như thế nào, chúng ta phân biệt ra quá khứ hiện tại vị lai á, nếu chúng ta nói xa nói rộng á, là kiếp gì ở quá khứ, cái gì ở kiếp quá khứ thì cái đó gọi là quá khứ. Hiện tại là chúng ta đang sống, tương lai là chúng ta còn luân hồi tiếp nữa, đó là chúng ta nói xa. Còn nếu chúng ta nói gần á, cái gì nó mới sanh lên á, rồi chúng ta vừa nhận định nó diệt đi, nó là thuộc quá khứ rồi, thấy không, nó thuộc quá khứ rồi. Rồi cái gì mà nó chưa sanh nó là vị lai, mà cái gì nó đang có nó là tại. Cho nên cái người tu tập thiền quán cũng có nghĩa là thấy cái sự sanh diệt của thân và tâm mình, quá khứ hiện tại vị lai, là chúng ta nói khoảng thời gian ngắn đó, trong khoảng thời gian ngắn đó. Cũng là vô minh. Rồi bây giờ nói đến vô minh nữa là gì? Tức là vô minh là bất tri trong giáo lý duyên khởi, tri trong giáo lý duyên khởi. Chúng ta thấy không, mình biết là biết gì, mình chúng ta biết á, là cũng chỉ là biết trong trí văn thôi, chứ chúng ta không phải là biết trong cái trí tu. Biết trong cái trí văn là chúng ta nhờ học hiểu lời dạy của Phật qua kinh điển, qua nghe giảng, qua học tập, rồi chúng ta hiểu biết như vậy. Và chúng ta suy tư, suy gẫm về cuộc sống này, có một phần của sự suy gẫm của chúng ta, đó là cái trí tư của chúng ta. Chúng ta có cái sự suy tư. Như vậy thì cái người mà không rõ giáo lý duyên khởi qua cái trí tu đó, thì người đó đồng nghĩa là vô minh. Đồng nghĩa vô minh. Như vậy thì có ba cái khía cạnh mà chúng ta nói đến ở đây, tức là bất tri tứ đế là vô minh, bất tri danh sắc hay là bất tri ngũ quẩn quá khứ hiện tại vị lai đó là vô minh, và bất tri trong giáo lý duyên khởi là vô minh, tức là không rõ về giáo lý duyên khởi là vô minh. Đó là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, cái vô minh đó mà chúng tôi muốn 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 chia sẻ với quý vị ở đây đó, là cái mà chúng ta không thấy rõ, không biết rõ về những cái sự thật của nó. Sự thật của nó bây giờ chúng tôi sẽ nói đến cái việc mà gọi là không rõ về tứ đế, không rõ về tứ đế. Sự thật ra đó là trong kinh nói rằng đó là cái vô minh đó là cái mấu chốt đầu tiên để dắt dẫn đưa đẩy chúng sanh trong tiến trình sanh tử luân hồi. Nó là khởi đầu, mấu chốt đầu tiên đó, mấu chốt đầu tiên để khởi đầu cho tiến trình sanh tử luân hồi này. Thì cái việc mà chúng ta nói không có rõ về 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 bốn sự thật, tức là khổ tập diệt đạo ấy. Sự thật ở đây đó là chúng ta chỉ biết qua trí văn thôi. Cái khổ mà chúng ta có đó, chúng ta có thể nhận định được đó là cái nhận định mà của cái trí phàm phu của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ nghĩ là vậy. Có khi thì người bị gặp cái việc này việc nọ, trái ngang trong cuộc sống, thấy không? Rồi bệnh đau nạn tai ở trong cuộc sống, rồi nó bất như tọa ý trong cõi cuộc sống ấy. Hoặc là bệnh chết già đau đó, thì chúng ta có cảm nhận được cái sự khổ đó. Nhưng mà để mà chúng ta thấm thiết mà chúng ta lìa bỏ cái khổ đó, để thấy rõ được cái nhân mà sanh khổ đó, thì chúng ta không biết được, khó biết được, khó biết được điều đó.
Vì vậy cho nên nói rằng là vô minh á chính là mấu chốt đầu tiên, vì mình không biết rõ được cái khổ. Thí dụ như bây giờ nè, mình gặp ở trong cái cảnh khổ đó quý vị, thì mình cảm nhận ồ tại sao mình khổ quá. Rồi sau cái qua cái cơn hết cái cơn khổ đó đó thì mình lại là mê trở lại. Mê trở lại có nghĩa là dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái mà chúng ta gặp khổ đó thì sự thật ra đó quý vị thấy rằng là cũng có chút nào đó cảm nhận về sự khổ, nhưng mà rồi hết cái sự khổ đó, hết cái lúc khổ đó đó thì chúng ta lại mê muội trở lại, mê muội trở lại, rồi chúng ta cũng vẫn lao vào cái điều khổ đó. Không phải là mình cố tình lao vào cái điều khổ đó, nhưng mà cái nhân của sanh khổ đó nó vẫn có, tại bắt nguồn từ ở cái ham muốn của mình, cái tham ái của mình, cho nên là mình bị khổ hoài mình đâu biết. Cái thứ nhất á, trong kinh mô tả là như thế này: sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Thấy không? Tóm lại là do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Cái này nè, cái điều này nè, sanh là khổ là lúc mà đứa trẻ mới sanh ra là khổ rồi, rồi bệnh là khổ rồi ai cũng biết rồi, đúng không? Già là khổ cũng ai cũng biết rồi, chết khổ ai cũng biết rồi, rồi trong cuộc đời này đó là chúng ta cũng biết là cầu muốn không được, chúng ta mong muốn cái điều này điều nọ, mong muốn cầu toàn cái này điều nọ, cả tình cảm, cả tài, của cả vật chất, cả sức khỏe, cả cái này, cả sắc đẹp, cái này cái kia, chúng ta mong muốn cái điều này điều nọ, và chính cái mong muốn đó nó làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta khổ. Bây giờ này chúng ta thấy là cái người mà mình không có tài sản thì mình mong muốn có tài sản là khổ, rồi cái người có tài sản thì họ phải giữ gìn cái tài sản, bảo vệ cái tài sản cũng là khổ, thấy không? Thì ở đây đó, rồi chúng ta cứ mong muốn rằng là cái điều này đến được với mình, điều kia đến với mình, nhưng mà nó không như ý mình được, thì đó cầu muốn không được là khổ. Rồi mình gặp cái người này, người mà mình thương á, người mình ghét mà gặp mặt á, thì mình cũng đã khổ. Người mình không ưa mà gặp mặt nó cũng đã khổ. Nó nóng nảy, nó rai rứt, nó khó chịu. Rồi mình cái người mà mình thương bị chia lìa cũng là lao khổ, đau khổ. Thương người mà mình thương ở trong tình cảm, trong gia đình, rồi tình cảm bạn bè, tình cảm người thân, tình cảm cái này cái kia, chúng ta thương cái người nào chúng ta không muốn rời cái người đó, mà người đó bỗng nhiên xa rời mình á, cũng là cái nỗi khổ. Nỗi khổ. Và chớp tóm lại là gì? Đức Phật Ngài dạy là chính chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Cái khổ đó là vậy. Và theo Di Diệu Pháp là cò khổ đế là gì? Khổ đế là năm 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Chúng ta trừ 40 tâm siêu thế, 121 tâm trừ đi 40 tâm siêu thế, còn lại đó là khổ rồi. 52 tâm sở thì có 51 tâm sở rồi. Không. Chỉ trừ tập đế thôi, trừ tâm sở tham thôi. Sở tham là tập đế ra thôi. 51 tâm sợ cũng là tập đế, 28 sắc pháp, đó khổ đế đó, khổ đế. Như vậy thì cái khổ đó là như vậy. Thì bây giờ cái khổ mà chúng tôi nói vắn tắt ở đây đó là cái hiện khởi trong đời sống, mà cái nguyên nhân của nó là do cái tham ái, do cái tập đế mà ra. Vì chúng ta mong muốn cái này, mong muốn có đời sau, thấy không? Mong muốn tái hiện đời sau. Cho nên là chúng ta có mặt ở đời sau, rồi chúng ta mong muốn cái này nó được toàn vẹn, cái kia nó được hoàn mỹ, cái nọ nó được chu toàn, vân vân. Và chính cái điều đó nó không như ý mình được là cái khổ.
cái khổ. Vì vậy cho nên bắt nguồn từ ở cái ái tham, cái tập đế đó là ái tham, bắt nguồn từ ở đây đó. Tập đế nó là ái tham, cho nên ở đâu có ái tham thì ở đó khổ. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngài rằng tham ái sinh sầu u, tham ái sinh lo sợ, ai dứt trừ tham ái không sầu đâu sợ hãi. Tâm ha ya cha và ti so cô, tâm ha ya cha và ti pha dân, tâm ha ya cha nippa na sa na ti so cô cú tô pha dân, có nghĩa là tham ái sinh ra sầu, tham ái sinh ra lo sợ, ai dứt trừ tham ái không sầu không sợ hãi. Như vậy thì chúng ta thấy cái nhân đầu, cái nhân thứ hai đó là do tập đế, do tham ái. Cái tham ái nó khiến cho chúng ta tái sanh, và tham ái nó chúng ta mong muốn, chính cái tham ái khiến cho chúng ta cầu toàn, mong cho được cái này, mong cho được cái kia, và chính cái điều đó nó không như ý mình được là khổ. Hãy chúng ta có hiện khởi là khổ mà. Và do vậy đó, trong kinh Đức Phật ngài nói là gì? Giống như phân mà nó dính ở trong đầu móng tay, dính ở trong đầu móng tay của chúng ta, dù chút ít đó, nó cũng là khổ, cũng là thối, cũng là thối. Chúng ta hiểu là như vậy thì cái sanh tử luân hồi á, dù là hiện hữu ở cái dạng nào đi nữa cũng là khổ. Mà cái gì để khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi? Đó chính là tham ái. Và ở đây đó là cái sự chấm dứt khổ, có thể nói đó là niết bàn. Chữ khi nào á, niết bàn ở đây nó muốn nói đến á, là trừ khi nào chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt được cái phiền não và không còn tái hiện sanh tử luân hồi của ngũ uẩn nữa, thì chúng ta được cái sự an lạc của niết bàn, được cái an lạc niết bàn. Cho nên cái an lạc của niết bàn sau khi chúng ta đoạn trừ phiền não, an lạc của niết bàn là sau khi chúng ta không còn tái hiện của ngũ uẩn, đó chính là niết bàn, đó là diệt đế. Và đạo đế đó là phương pháp thứ tư, muốn nói tức là cái thực sự thật thứ tư, xin lỗi quý vị, đó là sự thật thứ tư, tức là Maggasacca, tức là nói đến cái con đường mà đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên đó, đạo đế đó có thể nói đó, đạo đế là một phương pháp hành trì. Mình có thể nói rằng là khổ đế là quả của tập đế thì được, bởi vì tập đế là nguyên nhân đưa đến khổ, cho nên là khổ đế là quả của tập đế là được. Nhưng mà chúng ta không thể nói niết bàn diệt đế là quả của đạo đế, không, không nói là nhân quả, mà đó là niết bàn là cái sự tịch tịnh, cái sự an lạc, chấm dứt cái sự tái hiện của ngũ uẩn, tái hiện của sanh tử luân hồi, chấm dứt hết tất cả phiền não, thì cái đó là niết bàn. Nhưng mà đạo đế không phải là nhân, mà đạo đế đây là một gọi là phương pháp hành trì để đưa đến chấm dứt thôi, chứ không thể nói đó là nhân, không thể nói là nhân của niết bàn, mà niết bàn là diệt đế là quả được. Cho nên là nếu nói nhân quả là nói khổ và tập, còn niết bàn và đạo đế diệt đế không phải đó là nhân quả, mà đó là đạo đế, đó là một phương pháp để hành trì đưa đến, hay là cái pháp để hành trì để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi là như vậy. Như vậy thì cái bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo á, là nói đến cái việc của một cái người bị vô minh. Rồi bây giờ chúng tôi nói cái liên quan đến cái điều nữa, đó là bây giờ nói đến cái danh sắc, tức là bất tri về danh sắc, tức là không rõ thân và tâm của mình. Quý vị cũng không biết là mình thường thường có một cái hoài nghi, cái gì có một cái nghi mà mình nghĩ rằng không biết là quá khứ mình là cái gì, tương lai mình là cái gì, không biết. Rồi là trong hiện tại đi, mình cũng không có nhìn về cái tâm của mình, thân và tâm của mình. Cho nên là chính cái
cái mình hoạt động theo cái tự nhiên mà mắt tai mũi lưỡi thân và tâm của mình á, hoạt động một cách tự nhiên, tức là căn cảnh thức nó cứ như vậy, căn cảnh và thức, căn cảnh và thức nó cứ như vậy. Thì chúng ta cứ mắc, do chúng ta là người phàm phu mà còn phiền não, cho nên là khi mà chúng ta căng, chúng ta tiếp xúc với trần cảnh á, thì chúng ta dễ sanh phiền não lắm, sanh phiền não tham hay là sân, tham ưu. Tham ưu là hai cái đó đó, chúng ta nghe trong kinh Tứ Niệm Xứ, tham ưu ở đời, đọc ở trong phần chánh kinh của kinh Tứ Niệm Xứ, vị tỷ kheo đi đến ngôi nhà trống, đi đến ngôi gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, mặt hướng tâm, lưng thẳng, rồi niệm thân trên thân, và để dứt trừ tham ưu ở đời. Có nghĩa là chúng ta nhìn với một cái gì đó thì chúng ta bị sự chi phối của tham ưu, của thân, của sân và tâm thôi, tham thôi. Và như vậy đó, thì ở đây một cái người tu tập á, là thấy rõ được cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình. Mà muốn thấy rõ được cái sự sanh diệt đó thì cái người đó cần phải có chánh niệm một cách mạnh mẽ và liên tục. Một cách mạnh mẽ và liên tục thì chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt của thân và tâm. Thì mình mới thấy rằng chính cái ngũ uẩn của mình nó là giả tạo, nó là giả tạo, nó không có cái gì được gọi là tôi ta trong đó hết. Không có cái gì của mình và không có cái gì là mình, cái tôi trong đó hết, không có cái gì. Bởi vì nếu chúng ta nói rằng chúng ta tách ra từng bộ phận với nhau thì không có cái gì mà được gọi là tôi ta. Căn nó cũng là một phần, cảnh nó cũng là một phần, rồi thức nó cũng là một phần, thấy không? Cho nên là một tâm chỉ biết được một cảnh thôi. Tâm lúc bấy giờ sanh lên là biết được cảnh đó. Nếu mà tâm nó sanh khởi vào trong mắt nhằn thì nó nương tựa vào mắt, thì đó là gọi là nhãn thức để biết được cảnh sắc mà thôi. Tâm mà nương gá vào tai thì biết được cảnh thinh mà thôi. Cho nên không có gì để không có cái gì gọi là tôi ta ở trong đó. Cho nên là chúng ta thường có cái ngộ nhận, có cái ngộ nhận rằng là tôi ta ở trong đó. Cho nên là bao nhiêu cái khổ lụy ở trong đời sống này nó diễn ra ở trong đời sống này, mà chúng ta không có sự không có thật chân, nhận đúng cái thật chân của nó, thật chân của nó. Đó chính là chúng ta không hiểu về giáo lý duyên khởi, xin lỗi, không có hiểu về danh sắc. Cho nên cái người tu á, quý vị thấy rằng nhiều khi rồi á, là đạo Phật của chúng ta đó là đạo Phật tự giác. Tự giác, tự giác có nghĩa là tự chúng ta trực nhận, chúng ta trao dồi. Bởi vì chúng ta biết được cái căn gốc mà để tạo nên cái đời sống luân hồi khổ đau này là gì? Là phiền não, là vô minh, là tha mái, là chấp thủ, là phiền não. Rồi là sở dĩ mà chúng ta tái hiện kiếp này, kiếp sau và sau sau nữa đó, hay là làm trời người đó, là do hạnh nghiệp của mình. Do hạnh nghiệp của mình, tức là mình tạo tác ra. Mình tạo tác ra là chính cái vô minh này nó khiến cho mình tạo tác. Vô minh khiến này khiến cho mình tạo tác. Thường là thường là chúng ta cứ rằng là mình không có biết làm cái gì cho nên là mình không làm. Sự thật. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống này đó, có những cái mà chúng ta hành động trong những cái không biết. Không biết, hành động trong những cái không biết. Thí dụ như là mình có cái nghề chuyên môn gì đó, mình biết cái việc đó mình mới làm, phải không? Nhưng mà có khi có những việc đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta không biết mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta không biết mà chúng ta vẫn làm, cũng vẫn làm. Ở đây đó là giống như là mình tự nhiên có một ngày mình ngồi không như thế này, mình rảnh rỗi, ngày chủ nhật hay gì đó mình rảnh rỗi, tự nhiên có một cái người bạn của mình hay là người thân của mình đến hỏi mình: "Ồ, anh làm gì đó?" Nói: "Tôi ngồi coi tivi, tôi ngồi coi tivi."
hay là tôi ngồi tôi coi sách, ví dụ vậy. Thì nói tại sao không biết đi làm gì, sao không không đi làm gì? Cái người đó mới nói rằng tại sao mà anh lại coi sách. Nói gì, tôi không biết đi làm, tôi không biết làm gì cho nên tôi ngồi tôi coi tivi, hay là tôi không biết làm gì cho nên là giờ tôi ngồi tôi đọc sách. Thì ở đây chúng tôi nói ví dụ như vậy, có nghĩa là nhiều khi đó là mình hành động ở trong cái vô minh, cái không biết, không biết. Cho nên là nói như thế này, có một lần nọ đó là chuyện xa xưa, có một nhà vua quan cận thần, có một vị quan cận thần, thì quan cận thần, vị quan cận thần này rất là thông thái, vua hỏi gì cũng biết hết á. Bữa đó ông vua mới hỏi rằng không biết là vô minh là gì, vị cận thần này cũng không biết đường để trả lời, tại vì cái gì cũng biết hết mà tại sao hôm nay là tự nhiên vua hỏi, là vua đọc ở đâu trong kinh trong sách gì đó, vua hỏi không biết là vô minh là gì, mà cả quần thần không ai trả lời được vô minh là gì. Và vị quan cận thần thông thái này cũng không trả lời được vô minh là gì. Thì bữa đó đó là ông vua ổng mới nói là quan về quan coi như là hạ thần hãy về là xem coi, suy nghĩ coi rằng có cái câu trả lời cho vua. Thì ông vua ổng mới, ông quan này ổng về mới hỏi, ông suy nghĩ ông hoài, ông nói là hẹn là ngày mai khi mà vua lâm triều thì ông sẽ trả lời cái định nghĩa cái từ vô minh nha. Thì cái cô con gái khi mà ông về nhà thì cái con gái mới hỏi rằng làm gì mà ba buồn mà giao giao, cha buồn mà cha giao giao như vậy, chắc không có vui vậy. Thì ông quan mới trả lời, ông nói rằng là hôm nay là vua lâm, nhà vua họp quan cận thần cả cha luôn, hỏi cái từ vô minh mà cha không biết đường, cha không biết để trả lời. Thì cái người con gái nói thì thôi bây giờ cha đi vô phòng con đi, rồi cha mới, con mới giải thích cho cha nghe về cái từ vô minh đó. Thì khi mà ông vua, ông quan cận thần ông vô trong phòng của người con gái đó, thì con người con gái đó thoát y, thoát y. Thì cái người cha thấy đây là người con gái của mình, mà lúc đó đó là cái tâm của ông lại suy nghĩ khác, ông suy nghĩ khác khác lúc bình thường. Thì sau đó thì người con gái mới giải thích đây chính là vô minh, đây chính là vô minh. Thì ông quan đó ông mới trả lời, ông mới hiểu ra cái rõ ràng là nhiều khi đó là mình hành động trong cái vô minh và hành động trong cái tham ái của chính mình, mà mình không nhận rõ ra được cái bản chất thật của nó. Và cuối cùng đó thì ngày sau đó ông quan, ông vua lâm triều, thì vị quan này vô mới là tường thuật rõ là chính vô minh nó khiến cho cái tham ái nó dục vọng ở trong con người, và chính cái hành động đó nó làm cho con người bị mê mờ không rõ là như vậy, là vô minh. Như thì ở đây đó có thể nói là vô minh là một mắt xích mà đầu tiên, có thể nói đó là đầu tiên, bởi vì chúng ta không biết cái gì hết, không biết rõ được cái gì, không biết rõ được cái giáo lý duyên khởi, không biết rõ được tứ đế, không biết rõ được thân và tâm của mình hay là danh sắc, không biết rõ. Bây giờ nè, chúng ta cũng học ở trong giáo lý duyên khởi đó, hôm nay hoặc là nhiều khi rồi quý vị cũng nghe các vị giảng sư giảng về giáo lý duyên khởi cũng rất là nhiều rồi, chứ không phải là không có. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng chỉ biết ở trong cái trí văn của chúng ta thôi, trí văn của chúng ta. Chúng ta biết rằng ở đây là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Chúng ta chỉ nghĩ là như vậy, rồi chúng ta chỉ hiểu biết chỉ chừng ấy thôi, chứ không hơn, không hơn không kém. Và do như vậy đó cho nên là chúng ta cũng bị quay quần hay là bị cuốn lôi ở trong
cái hiểu biết trong cái vô minh thôi, cái vô minh đó thôi. Như vậy thì cái vô minh ở đây đó là một pháp đầu tiên mà chúng ta có thể nói đó là một cái pháp chi phối ở trong mọi cái hành động của mình. Mình nội mà mình không biết rõ về bốn sự thật là tứ đế là vô minh rồi. Mình không biết rõ về thân và tâm của mình, không phải nói trên đời cơ thân ai không biết, tâm tôi không biết, ai không biết. Tâm là như vậy, cái suy nghĩ của mình là tâm, hay là cái thân của tôi là tôi, sao không biết cái thân nó có tứ chi nè, tạo đầu mình chân tay ví dụ vậy. Rồi là lục phủ ngũ tạng ai không biết. Nhưng mà sự thật để nhìn biết cái sự sanh diệt của nó đó, là chúng ta khó bao giờ có cái sự tri giác. Cho nên đối với một cái người tu tập thiền quán đó, là cần phải hiểu rõ được cái sự sanh diệt của thân và tâm này trong mỗi thời khắc, trong mỗi thời khắc. Mà để mà hiểu được, biết được cái sự sanh diệt trong mỗi thời khắc đó, thì cái vị hành giả đó cần phải có cái chánh niệm tỉnh giác liên tục, liên tục, thì chúng ta mới có thể hiểu được thân và tâm của mình. Cái điều nữa đó là giáo lý duyên khởi, thì quý vị thấy rằng là giáo lý duyên khởi đâu có thể hiểu được hoàn toàn được đâu, và chúng ta chỉ hiểu trên lý thuyết, trên trí văn, chứ chúng ta chưa được hiểu được cái sự sanh diệt. Và chính Đức Phật cũng như là chư vị thánh hiểu rõ được cái sự vận hành của cả cái thế giới hữu tình này, cái thế giới hữu tình này nó bắt nguồn từ ở cái gì, rồi nó sanh dạ con cung thỉnh thượng tọa pháp thân cần cầm mic trở lại ạ. Con kính nhân mic trên sư ạ. Dạ quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì hôm nay đó là do cái thời gian nó cũng vừa hết, thì chúng tôi trình bày cái chi đầu tiên mà nói đến cái vô minh. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ cái vô minh đó, nó đồng nghĩa với si, đồng nghĩa với si. Và vô minh đó, chính là một cái bất tri về, chúng ta nhớ là không rõ về tứ đế, không rõ về giáo lý duyên khởi, không rõ về danh sắc, tức là thân và tâm của mình, đó chính là vô minh. Chúng ta hiểu như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa pháp tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa pháp tăng và kính thỉnh đại đức tuệ đức chúc phúc cho rum cho được trọn vẹn phước báo, và kính dâng mít đến sư tuệ đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ vai ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào và quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc
phước báo đến đạo tràng. Vavatusapamangalang rakhandusapadevata sapabodha xin lỗi sapabodha pha ve na sada so thi pháp quan tu te vavatusapamangalang rakhandusapadevata sapathamman pha ve na sada so thi pháp quan tu te Vavatusapamangalang rakhandusapadevata sapasankhanupphavenasadasothi pavantute. Tất cả phương cao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sithiya chanagatha sikthamatu 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 idang phalang etasmin ratanatayasmin sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, đại đức, tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng.